Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên trên kênh. Cảm ơn anh em Nguyễn Trần Hoàng, anh em Viên Thế Khải. Ây da, tên anh em hơi bị oách đấy. Tên tổng thống cơ à? Ghê, ghê đấy. Hình như là có một cái bạn vừa mới chào tôi. Đúng rồi. À, hóa ra tôi gặp fan. Úi ôi. Gặp một anh em fan lại còn fan bự nữa cả. Kinh nhỉ. Fan bự. Chào lại cái anh em. Đấy, chào lại cái đầu trận này có vẻ lại khá là ngon nghẻ này. Đấy, Skybreaker lên được 2 sao rồi. Đấy, ổn đấy chứ, đúng không? Ổn đấy. Thực ra là cái pick theo cái pack mà Tam Sát Pháp Long ấy, là nếu mà pick cái pack Tam ấy từ đầu ấy thì nói chung là tôi thấy là nó dễ chơi lắm. Đây nó là một trong những cái ví dụ này. Không biết là có phải đỏ đen không, nhưng mà tôi cảm giác như là nếu mà tôi pick cái pack Tam Sát Pháp Long ấy là nó rất hay lên ở 2 sao sớm nhá. Anh em nếu mà anh em chơi rồi anh em confirm cho em nhá. Đó, tức là trong cái quá trình rất là lâu để mà có thể khám phá ra cái pack đấy thì trong quá trình chơi là tôi cũng khám phá ra nó rất là dễ chơi. Đấy. Riêng mà chơi cái pack Tam Sát Pháp Long ấy là chỉ có vào phát là pick luôn cái slot Tam luôn. Anh em ạ, dễ chơi lắm. Đấy mà nó anh em cũng có thể là ra sâu rồi này. Ra sâu sớm, ok, chưa biết nhá. Rồi, bây giờ tôi lại xin được cảm ơn tiếp các anh em nhiều lắm. Từ hôm trước đến hôm nay có rất nhiều anh em đăng ký hội viên mới. Xin được cảm ơn anh em Phan Thế anh em Thanh Trần, anh em Cá Ngố, anh em LOL Play Korea, anh em Thanh Trần. Hai anh em Thanh Trần à? À, hai anh em Thanh Trần luôn. Có hai anh em, một anh em là à không, Trần Thanh. Đấy, có anh em tên là Trần Thanh và một anh em là Thanh Trần. Anh em Quý Phạm và anh em Vũ Hồ. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã đăng ký mới trên kênh nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em So Phương, anh em Hiếu Thiếu Muối, anh em Khánh Lê, anh em En Anh đã tiếp tục gia hạn gói hội viên trên kênh nhá. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em để ủng hộ tôi và ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ngày hôm nay ở trong cái video clip này thì tôi vẫn sử dụng cái pack Tam Sát Pháp Long để chơi cho cái ngày cuối tuần ngày hôm nay. Đấy thì đây là một cái pack mà phải nói là nó rất là dễ chơi, tôi tạo ra là để cho các anh em dễ chơi. Nó rất là dễ chơi nha anh em nhá. Cái pack Tam Sát Pháp Long ấy, nếu mà anh em pick Tam vào giai đoạn đầu game ấy thì phải nói là những cái quân bài nó đưa đẩy ấy, nó sẽ như là đặt vào tay anh em luôn. Tức là từng cái giai đoạn, từng cái quân bài nào nó ra, nó xuất hiện ra, nó đều có ý nghĩa đối với cái giai đoạn đó. Và nó rất là có lợi để anh em có thể chơi được chuỗi thắng giai đoạn đầu game. Đấy, nó là một cái pack mà giúp cho anh em có thể là chơi được chuỗi thắng đầu game và giữ máu tốt. Đấy, sao được con gấu này, anh em thấy không? Đấy, thứ nhất nhá là có sẵn cả huy giặt. Tôi đã phân tích hết ở trong pack rồi, đây là nó chỉ là làm lại thôi anh em ạ. Đấy, bây giờ ví dụ tôi chỉ cần một con gấu nữa thôi là có huy giạt vào sớm để kích hoạt được là bốn gấu. Đấy, nó rất là kỹ lưỡng ở từng cái giai đoạn một. Hiện tại thì cái đồ ấy nó chưa được giống như cái đội hình này, nên là tôi lấy tạm cái viên ma lăng thôi anh em ạ. Đồ thì lại có vẻ như là nó sẽ là thiên về đánh tay cơ. Đấy, chứ nó không phải con gấu mết này. Tuy nhiên đấy, anh em cũng biết là cái bộ này mà chúng ta chuyển sang sát ấy thì nó cũng rất dễ, như anh em nhá, từ Tam chuyển sang sát nó cũng nhanh thôi, rất là dễ. Thậm chí là ở trong này tôi cũng đã nói là nếu mà ra gấu thì nó sẽ thế nào là cũng có luôn. Đây nó là một cái trường hợp điển hình ví dụ sử dụng cái pack đấy, anh em thấy không? Từng giai đoạn ra mèo nhá, xong rồi ra Skybreaker, đều tất cả nó đều là có cái tính toán thôi ở trong pack rồi. Đấy, chỉ việc là ấn vào cái pack đấy sử dụng thôi là nó sẽ ra, nó sẽ đặt vào tay anh em luôn nhá. Rất dễ chơi. Đấy, và cái pack Tam Sát Pháp Long thì cũng mới ngày hôm qua là tôi cũng mở cho tất cả anh em viewer cùng được xem ở trên kênh. Đấy, hiện tại là cái pack Tam Sát Pháp Long là đã được coi như là unlock rồi. Tất cả mọi người đều được xem nhá, không chỉ riêng các anh em hội viên đâu. Đấy, các anh em mà chưa xem, anh em có thể vào tìm lại pack Tam Sát Pháp Long để xem lại nha anh em nhá. Pack Tam Sát Pháp Long đã được coi như là phát hành một tuần rồi. Đấy, thì chỉ có các anh em hội viên và một vài anh em gọi là tương tác tốt với kênh, các anh em may mắn ấy, có một chút may mắn thì anh em được xem trước.
Đấy, còn lại các anh em viewer thông thường thì là vẫn chưa được xem. Thì hôm qua ấy, tôi đã mở hết cho tất cả các anh em đều được xem nhá, tất cả mọi người luôn, kể cả những cái người không đăng ký kênh cũng được xem. Đó. Ủa, ra ba con gấu rồi này. Nhưng mà chưa có con Grand Herald anh em ạ. Hơi đen nhỉ. Con Grand Herald là một cái con mà không phải pick. Đấy, nó tự có ở trong cái pack có sẵn thôi. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa có anh em ạ. Hơi đen. Rồi, từ từ đã. Chưa chốt được bài đâu. Đấy, tôi nói rồi mà, có thể là sau đó sẽ là Assassin nhá. Chưa biết. Nhưng mà với cái đồ này thì khả năng Assassin nó sẽ vẫn rất là cao ấy anh em ạ. Với cái đồ này thì có thể là chơi Assassin, pick Assassin cũng được. Bởi vì là anh em biết là cái bộ này nếu mà ra gấu Assassin 2 sao chuyển sang pick sát thì nó lại easy luôn. Rất là dễ chơi. Mấy cái con gấu của nó lướt được hay thế nhở. Thua mới sợ chứ. Đúng rồi, thế này thì thua còn gì nữa à. Cay thật. Cùng là hai con gấu. Cùng có một viên ma lăng mà con gấu nó lướt khôn hơn. Ui. Lava Shaman. Đấy, từ khi mà con Lava Shaman này trở lại là nó cũng rất là khỏe ở trong nếu mà chơi anh em chơi cái bộ tam sát pháp long. Nó có cái slot nó gọi là slot long và slot pháp ấy. À, chúng ta sẽ chơi sử dụng những cái con như thế này. Tuyệt vời anh em ạ. Nó đang đúng bài đấy. Thôi được rồi. Ok. Biết rồi anh em ơi. Saman. Chuẩn luôn, chuẩn bài luôn. Ra như này là khả năng là chưa chắc là Assassin. Nhưng mà thích chơi Saman hơn anh em ạ. Bởi vì thực ra là đang pick cái bộ là Tam Sát Pháp Long. Đấy, Tam Sát Pháp Long thì anh em cũng biết rồi đấy. Là chơi chủ yếu là bắn trưởng là hay ho. Đấy, hay ho nhất là nó là bắn trưởng. Nó phù hợp với chơi cái lối chơi bắn trưởng với các anh em mà thích bắn trưởng nhiều hơn. Còn các anh em chơi vật lý thì nó có cái slot sát. Tuy nhiên cái slot sát thì nó vẫn không thể, nó không thể nào mà nó có thể đáp ứng được hết tất cả những cái line up mà chơi bằng cái oánh tay, chơi bằng đam bánh tay. Đấy, nó vẫn còn có một cái thiếu hụt, thiếu sót ở trong cái line up đấy. Đấy chính là cái việc là chỉ chơi được sát thủ, chơi được beat, chơi được warrior, insectoid. Và thiếu đi những cái bộ như là bộ 9 Hunter. Line up 9 Hunter là rất khó chơi nếu mà chơi Tam Sát Pháp Long ấy. Back Tam Sát Pháp Long là chơi 9 Hunter là khá là khó. Hay là chơi những cái bộ điển hình như là cái bộ Exit Witcher là không chơi được nhá anh em nhá. Đấy, những cái bộ đấy là không chơi được. Vì chủ yếu là tất cả nó lại ở trong cái bộ Tam Sát Pháp Long ấy, tôi đã phân tích rồi, tất cả nó đều về cái chiều hướng là tối thượng nó là bắn trưởng thôi, kể cả là cái bộ bánh tay Exit rồi cuối cùng cũng chuyển về là Exit Bomb tối thượng. Đó. Chính vì thế nên là tôi mới phải nghĩ ra các cái pack khác nữa. Đấy, tôi tạo ra những cái pack khác nữa. À mà quên. Các anh em hội viên thân mến, hôm qua ấy, cái ngày hôm qua ngày thứ 7 tôi đã ra cái video clip giới thiệu cái pack mới. Pack Ngọc Thụ Lâm Phong. Đấy. Nếu mà anh em chưa xem thì anh em có thể vào anh em xem nhá, cho nóng. Pack Ngọc Thụ Lâm Phong là một trong những cái pack mà phải nói là khá là khỏe đấy. Và nó là cái pack mà mảnh ghép còn thiếu của cái pack Tam Sát Pháp Long mà tôi đã xuất bản ở cái video thứ nhất về giới thiệu các cái pack. Thì Ngọc Thụ Lâm Phong một mảnh ghép còn thiếu. Những cái bộ nào mà không chơi được ở cái bộ Tam Sát Pháp Long ấy thì nó sẽ chơi được và thậm chí là nó chơi rất khỏe ở trong cái bộ Ngọc Thụ Lâm Phong nhá. Điển hình như là hôm trước có anh em hỏi là tại sao lại không chơi được Witcher. Đấy, bộ Witcher, Exit Witcher Feather thì ở trong cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong nó chơi được. Và nó thiên về đoánh vật lý nha anh em nhá. Khác với cả cái bộ Tam Sát Pháp Long là chủ yếu là đoánh theo cái con đường là bắn trưởng là nhiều hơn. Thì cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong thì chủ yếu đó là cái con đường vật lý. Nó xây dựng từ Hunter, từ sát thủ, từ Warrior, từ Beast. Đó. Đấy, anh em có thể vào anh em check, sau đó thì anh em comment cho tôi cái ý kiến để tôi có thể là hoàn thiện hơn về cái pack đấy. Thực ra là cái pack đó nó đã rất là hoàn thiện rồi đấy. Bởi vì tôi, cái thời gian mà tôi test cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong, nó có thời gian test ấy, nó dài hơn là cái pack Tam Sát Pháp Long. Nó dài hơn những một tuần cơ anh em ạ. Cái pack Tam Sát Pháp Long ấy là một cái pack mà nó đề cao cái sự cân bằng và dễ chơi. Thì cái pack đấy nó dễ chơi và nó hoàn thiện hơn nên là tôi xuất bản trước. Còn cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong thực ra là thêm một tuần để chỉnh sửa.
Đấy thì nó hoàn thiện và tôi mới xuất bản nó ra. Đấy thì anh em có thể cho ý kiến nhá. Hiện tại thì cái pack Ngọc Thụ Lâm Phong tôi chỉ có mở cho các anh em hội viên xem thôi. Đấy, chỉ có các anh em hội viên mới có quyền xem. Tuy nhiên là vẫn có một vài anh em may mắn, hôm qua tôi vẫn mở cho xem. Nếu mà anh em không đăng ký hội viên mà hôm qua anh em vẫn được xem thì anh em rất là may mắn đấy. Còn nếu mà anh em không được xem thì có nghĩa là anh em khá là kém may mắn ở trong cái ngày hôm qua nhé. Tức là nếu mà anh em không hề biết đến cái clip ngày hôm qua thì tức là anh em không được may mắn cho lắm. Thì anh em sẽ phải đợi thôi nhá. Thực ra thì pack nó không có nhiều đâu. Đấy, ý tưởng về một cái pack nó cũng sẽ không có nhiều. Nó không thể sản xuất được nhiều như là chúng ta xem các cái content mà tôi sản xuất ra được. Bởi vì content làm thì thực ra các cái đội hình có thể nghĩ được rất nhanh. Nhưng mà pack thì khác. Nó là cái sự kết hợp của rất nhiều những quân bài ở trong rất nhiều những cái bộ bài với nhau. Đấy, và nó có cái sự liên kết với nhau, chặt chẽ với nhau theo từng cái giai đoạn ở trong game. Đấy, từng giai đoạn là chơi cái bài gì, từng giai đoạn là pick cái pack nào. Đấy, rồi các cái pack nó có liên hệ với nhau như nào, cầm cái pack nào để chuyển bài vào giai đoạn late game, hay là cầm cái pack nào để build từ cái pack nào, thì rõ ràng những cái đấy nó phải có một cái quá trình tìm hiểu cũng như là nghiên cứu, thậm chí là cũng phải thay đổi nhiều. Đấy, thay đổi trong cái quá trình mà thực hiện là tìm hiểu về cái pack là tôi đã phải thay đổi rất nhiều đấy. Ngay từ đầu nó không như thế này, cuối cùng nó mới như thế này anh em nhá. Chính vì thế nên là nó sẽ không thể nào mà nó ra nhanh được. Đấy, và anh em cũng biết là chính vì những cái điều trên, những cái điều đặc thù trên, cái tính chất của nó mất rất nhiều công sức để có thể tạo lên một bộ pack hay. Đấy, vì thế nên là nó cũng sẽ phải rất là quý báu để có thể là public được. Đấy, tôi cũng sẽ phải suy nghĩ đến cái việc là cái quyền được ưu tiên dành cho các anh em hội viên để có thể là được những cái nội dung mà nó đặc biệt. Đấy thì tôi cũng đang có cái dự định, dự tính là các cái pack thì tôi có thể là những cái pack lẻ, những cái pack mà có số lẻ thì tôi sẽ public cho tất cả mọi người xem nhá, sau vòng, trong vòng một tuần khi mà anh em hội viên xem trước. Đối với cả các cái pack lẻ, còn các cái pack chẵn ấy thì tôi sẽ chỉ có là quyền các anh em hội viên được xem thôi nhá. Tôi cũng xin thông báo các anh em thế, là các cái pack chẵn là các anh em hội viên sẽ được xem là duy nhất và độc quyền luôn. Đấy, để các anh em vào trong rank anh em chơi dễ hơn. Bởi vì tôi không muốn nhân rộng cái này ra để ông nào ông cũng chơi cái pack đấy. Khi mà cái pack đấy là public thì có nghĩa là sẽ có rất nhiều người xem. Mà anh em biết là ở trong kênh của tôi bây giờ nó rất phổ biến, đến cái mức độ mà tôi chơi cái pack nào ấy, tôi chơi bộ nào, line up nào là y như rằng là vào rank ngày hôm sau là nó y hệt luôn. Đấy, nó sẽ thành meta luôn. Đấy thì tránh, để tránh cái điều đấy xảy ra anh em nhá. Ui, round này mất nhiều máu này. Tôi lại không kẹp cái con Eco vào. Bởi vì tôi tin là cái bọn gấu này nó có thể clear được, nó có thể giữ máu được, nên là tôi không kẹp Eco vào, hơi sai nhỉ. Thunder Spirit phải mua rồi. Máu khá thấp đấy. Round 15 còn có 49 máu, đầu 4 là hơi thấp rồi. Nhưng mà thôi không sao. Chỉ có mỗi cái điều là tiền thì nó hơi bị thọt so với cả cái người mà đang ở vị trí top 8 bây giờ. Thắng cận bây giờ là đang có chuỗi cộng 10 chuỗi thua. Đấy, và một thằng Nhật Bản đang có cộng 10 chuỗi thắng. Tiền bây giờ là khá thọt so với những cái người còn lại. Cũng là thực ra là cũng đang đứng ở cái vị trí là ở giữa, không phải phải là thọt lắm. Ở đây là có Minh Toàn, nó có vẻ là thọt nhất rồi, hết sạch tiền luôn rồi. Minh Toàn xả tiền rất gắt, chắc là muốn cắt chuỗi của thằng Nhật, nhưng mà thằng Nhật nó dí một phát lên 8 luôn rồi. Đội hình đã ở level 8 rồi cơ. Rồi tôi ghép được cái huyết trượng ở đây, ok ghép được luôn. Bây giờ có đồ thì mới bánh được anh em ạ. Lấy chưa có đồ, bắt đầu có đồ này. Bây giờ là bắt đầu là có thể là tổng động viên là đưa bài lên này, dí lên 8, dí lên 8 cho 3 mét vào đã. Ok. Rồi. Cái cơ hội duy nhất ấy để tôi có thể lật lại thế cờ đấy chính là tôi cắt được chuỗi của thằng Nhật Bản thôi. Thế thôi anh em ạ, chưa gặp. Rồi, cố gắng. Round 16, 17, 18, hy vọng là sẽ gặp nó ở cái round 18 khi mà tôi đủ tiền tôi up được lên
level 9. Tôi sẽ dí một phát lên 9 luôn anh em nhá. Nó phải có cái cơ hội này là phải chớp được ngay, không được để mất cái cơ hội này. Gặp thằng Nhật là phải cắt chuỗi luôn, bởi vì thọt tiền rồi mà, đã thọt rồi. Đấy, bây giờ phải cắt chuỗi để gỡ lại được tiền. Đấy, vừa được lợi thế về level, vừa được lợi thế về tiền luôn. Hiện tại vẫn chưa gặp thằng Nhật đâu anh em ạ. Đấy, Nhật nó có con gấu Saman 2 sao rồi. Tuy nhiên là mới chỉ có 3 con gấu thôi. Còn tôi đã có 4 con gấu rồi. Nhưng mà con gấu của tôi nó vẫn chưa lên 2 sao. Nhưng mà không sao cả. Có 4 con gấu thì nó cũng sẽ dễ ra thôi anh em ạ. Đấy, đấy là cái hay ở trong cái bộ pack của tôi. Là nó cái, nếu mà giả sử như mà anh em may mắn anh em ra được 3 con gấu thì nó, cái việc mà ra là con gấu thứ 4 nó rất dễ. Đó, tôi đã thòng sẵn cái con quy giạt ở trong rồi. Sao đi vô là đã có sẵn ở trong tất cả cái bộ mà liên quan đến pháp long rồi. Đấy, tam pháp sắt long là gần như là nó sinh ra là để chơi những cái bộ như thế này. Bộ bắn trưởng này, bộ gấu này. Nên là anh em yên tâm nhá. Cứ chơi pack tam pháp sắt long là ok rồi. Ok rồi nhá. Đấy, và pack tam sát pháp long là một cái pack mà tôi đã public phổ biến cho tất cả các anh em xem. Đấy, anh em có thể vào và anh em test thử xem cái đội hình này nó như nào. Gấu bố lên được 2 rồi anh em này. Ok. Hiện tại là vẫn chưa gặp cái thằng Nhật đâu nhá. Làm phát dí phát lên 9 luôn không. Rồi. Đấy, vẫn đảm bảo 4 gấu ở trong đội hình. Ok, rồi. Đồ cứ dồn cho cái con 2 sao thôi là được. 2 sao co 5 đô này là ok lắm rồi đấy anh em ạ. Khả năng round này gặp là có thể cắt được chuỗi đây. Gặp thắng cận à. Ê à, cũng càng đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn không ăn được tôi đâu. Đội hình này của tôi bây giờ mạnh rồi. Con mèo thực ra tôi bán hơi sớm. Nếu mà tôi giữ được cái con mèo đến giai đoạn này thì cực mạnh này. Đấy mà bán hơi sớm. Bán sớm quá. Úi dồi, được quá nhờ. Rồi, con này để đấy. Tí nữa sẽ kẹp 4 cọc vào. Từ từ đã. Gấu assassin thì từ đó tôi sẽ bán thôi. Nhưng mà bây giờ thì cần phải tận dụng cái con gấu này để nó kích hoạt được cái trưởng, nó tung trưởng nhanh hơn. Nó giúp cho cái con gấu búa nó tung trưởng nhanh hơn anh em ạ. Chính vì thế là tôi sẽ cho kẹp cái con gấu assassin này vào thêm. Rồi mà chả may mà nó lên được 2 sao thì cũng có thể chơi được nhá anh em nhá. Ây ôi, hay quá, gặp round 19 luôn. Round cuối cùng à. Hay quá, xòe được quạt rồi. Được, tất cả đều bắn được trưởng. Hay. Rồi, không sao hết. Tất cả các con gấu nó đều bắn được một lần trưởng. Sẽ kích hoạt được cái level 3 của cái trưởng của con gấu bố. Thế là ok. 3 chấm ở trên đầu rồi anh em ơi. Ăn rồi. Chấp cả 3 của mày luôn. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Được rồi anh em ơi. Tuyệt vời anh em. Cắt chuỗi luôn, có 22 tiền trong túi. Úi giời ơi, ra gấu Saman rồi này. Hay lắm. Rồi, bán gấu assassin đi thôi anh em ạ. Được rồi, ổn rồi. Cơ hội đây rồi. Ok. Nhưng mà cái con quan trọng đấy chính là cái con gấu mết ấy. Thì nó vẫn chưa lên được 2 sao. Tôi cần cái con này lên 2 sao. Tất cả những cái con gấu khác ấy, sau này là tôi sẽ bán hết thôi. Còn cái con gấu mết này cần. Con này nó sẽ là co chính ở trong cái bộ gọi là mết Saman đấy. Gấu mết thì nó sẽ gánh được kèo. Lên 2 sao thì sẽ rất gánh. Cơ hội top 1 là cao. Còn cái con gấu 5 đô này thực ra ở trong cái đội hình này thì nó yếu anh em ạ. Tí nữa cái con gấu 5 đô này thì cũng sẽ bán thôi. Không sử dụng đâu. Tạm thời thì nó lên 2 sao thì chơi thôi. Ngày trước thì cái con này nó khá là tín. Nhưng mà từ khi mà người ta chơi beat nhiều hơn ấy, đa phần người ta chơi beat thì cái con này nó cũng gọi là đuối rồi. Ít chơi rồi. Con này nó rất sợ bộ beat. Nếu mà không kích hoạt đủ cái stack 3 chấm ở trên đầu ấy thì chắc chắn là gặp beat là toang đấy, bị đẩy rất là nhiều máu. Đấy là cái con này thì bây giờ tạm thời là chơi tạm thôi nha anh em nhá. Tí nữa khi mà gấu mết lên được 2 sao thì tôi sẽ lại chơi con gấu mết.
Trận này có cả Greeter. Vậy là sẽ có một người chơi Beast, một người chơi Greeter, gót đỏ. Có người chơi Goblin khá xanh nhá. Trận này có người chơi Goblin. Ok, còn mấy cái bộ như này thì không sợ lắm. Mấy cái bộ dạng kiểu Hunter, Aegisith thì bây giờ tầm này đuối rồi. Tầm này đuối rồi. Nó không phải meta anh em ạ. Bộ này, mấy bộ này không phải meta. Bây giờ meta chủ yếu là đánh Beast, đánh Goblin thôi. Đấy, ua, đủ 4 Shaman rồi này. Hay quá. Form được bộ Mage Shaman rồi, lên 10 luôn anh em ạ. Dí phát lên 10 luôn. Không nói nhiều. Đủ 4 Shaman rồi nhá. Ok. Như này à? Không. Như này thì yếu. Không không không. Cho 4 gấu như này mạnh hơn. Bởi vì bây giờ con gấu bố ấy, nó là cái con co chính. Đấy. Mà con gấu bố ấy, nó chỉ mạnh ý, khi mà những cái con gấu khác nó tung được nhiều trưởng thôi. Đấy, phải có 3 chấm ở trên đầu cơ. Kích hoạt được 3 chấm ở trên đầu thì con gấu bố này nó mới mạnh. Đấy, thế nên là nếu mà bây giờ cho càng nhiều gấu vào thì càng ok. Thay vì việc là kích hoạt bằng Wizard. Greeter. Ốc chưa lên 3 sao. Greeter rồi, bây giờ nói thật với anh em là ông không nên chơi. Đuối lắm. Có nhiều lý do để không nên chơi cái bộ này. Bao giờ ấy mà cái con Greeter ấy, cái con Void Dominator. Chính xác là Dominator mà nó có sẵn ở trong cái đội hình mà không cần phải pick ấy. Đấy, thì lúc đấy anh em lên chơi Greeter nhá. Còn bây giờ anh em vẫn phải pick thì anh em không nên chơi. Nhá, lý do vậy làm sao thì cái đấy thì nói chung là anh em đoán em. Nhờ anh em đoán em. Tại sao nhở? Tại sao ấy nhở? Tại sao? Đấy, lý do tại làm sao mà lại không lên chơi. Đấy, mà chỉ khi nào mà Greeter có sẵn thì mới lên chơi. Ờ, thế lại. Rồi. Đấy, cũng như là tôi cũng nói là những cái bộ như là cái bộ như tôi đang chơi ở đây này, nếu mà nó không phải ở trong cái pack Tam Sát Pháp Long ấy, Tam Pháp Sát Long của tôi ấy, mà để tôi cho anh em xem ấy, thì nó cũng khó chơi vãi đái luôn. Anh em không tin anh em cứ thử chơi, mà anh em không chơi cái pack của tôi xem. Anh em không chơi pack Tam Sát Pháp Long và anh em chơi God Shaman, anh em thử xem. Úi ôi, khó lắm anh em ơi, không dễ đâu. Bởi vì ba con 5 đô đều phải pick anh em ạ. Đây rồi. Ra được cái con gấu rồi anh em ơi. Úi dồi ôi. Được quá nhờ. Rồi. Hay lắm. Thế là ổn rồi đấy. Như này là ổn rồi đấy. Này rất ổn rồi đấy anh em ạ. Đấy, cái lý do tại làm sao mà chơi God Shaman nó lại khó thì anh em cũng chắc là anh em cũng đoán được ra. Đấy chính là cái việc là ở trong cái bộ God Shaman nó có tới 3 con 5 đô. Là cái con Squire, con Zerg và con Khan đúng không? Thì ba con đấy đều không có sẵn và phải pick. Chính vì thế là đấy tôi nói rồi, nó khó chơi lắm. Cứ phải pick tức là nó rất là khó chơi. Nó có sẵn thì nó sẽ dễ chơi hơn nha anh em nhá. Ví dụ điển hình ở cái việc là tướng có sẵn ở trong truyền thuyết của tướng Trung ấy, mà nó dễ chơi thì anh em có thể liên tưởng tới ngay cái bộ Goblin với hai con bom và máy bay, thậm chí là Dark Spirit là có sẵn ở trong truyền thuyết, dễ chơi hơn hẳn. Đấy là lý do tại làm sao mà bây giờ trong meta có rất nhiều người chơi Goblin đấy anh em ạ. Goblin Mech là rất nhiều người chơi, rất dễ chơi, rất dễ trúng thưởng. Còn anh em nghĩ đến cái bộ Shaman kết hợp với cả God cọc thì ôi bỏ đi nha anh em nhá. Trừ khi là anh em có một cái pack mà nó dẫn dắt anh em từ cái giai đoạn giữa game ấy, có thể giúp cho anh em giữ được máu để anh em sống sót được đến late game, thì anh em roll ra được những cái con như con Zerg hay con Khan hay là con Squire thì anh em mới là vô địch được thôi. Đấy, nhưng mà khó lắm anh em, không dễ đâu. Như anh em là thấy tôi bây giờ lên 10 rồi này. Đấy, nhưng mà chưa ra một con Zerg nào nhá. Chưa ra là anh em biết là khó đến mức độ như nào. Để mà pick được cái con Zerg và con Khan ấy, và thậm chí là con Squire ở trong một cái slot pack ấy, là nó sẽ gia tăng cái số lượng 5 đô của anh em lên. Cụ thể là lên tới là ở đây là tới 9 con.
Thế nên là cái việc có ra nó rất khó anh em ạ. Và bình thường là anh em chơi Goblin Mech anh em chỉ mất có 7 con thôi. Chơi 7 con là anh em có thể roll ra được những cái con mà anh em cần. Đấy, nhưng trong khi cái bộ này thì nó ra rất nhiều những cái con mà anh em không cần. Những cái con tướng 5 đô ấy mà anh em không cần. Đấy, nên là chơi thì nó cũng phải hết sức là cân nhắc là có nên chơi không. Nếu mà anh em có một cái khởi đầu không tốt, đấy, anh em có một cái chuỗi thua, thì tôi khuyên tốt nhất là anh em nên bỏ cái bộ Saman đi. Anh em chơi những cái bộ nó đơn giản thôi. Ví dụ như là bộ gót đỏ chẳng hạn thì nó dễ hơn. Đấy, ở trong pack của tôi thì nó có cái bộ gót đỏ ở cái slot tam ấy, ngay đầu game là có thể chơi gót đỏ được. Và khi mà ra được con cá lông thì rõ ràng là chơi gót đỏ là rất là ok. Đấy, không cần phải có Battleman đâu. Nhiều anh em bảo là cần phải có Battleman, nhưng mà không cần nhá. Con đấy thì nó chỉ là, nhiều khi nó còn boss cơ, nhiều khi nó còn là boss nha anh em nhá. Đấy, thằng này nó xanh rồi này. Anh em thấy là Goblin rất xanh. Bởi vì chơi Goblin tầm này nó rất dễ chơi anh em ạ. Ui ui mẹ, một mình cái con cá lông này nó xử hết hả? Thật là như thế luôn. Ui, khỏe vãi đái. Đồ, ô, có chén hánh, thảo nào, chén hánh căng đấy. Goblin này trâu quá nhờ. Có chén hánh anh em ạ, rất khỏe. Thằng cận này đang có chuối, cũng đang chơi Saman kết hợp với cả gót đỏ à. Dark Spirit, con này phải lấy. Tí nữa là counter và thằng cận nha anh em nhé. Thằng cận là trận này là chơi gót đỏ là phải có con Dart để counter. Nhưng mà đấy là cái câu chuyện late game. Còn tầm này thì vẫn phải giữ cho chính bản thân là phải giữ được máu đã anh em ạ. Tầm này là phải cứ để này, mết Saman ngon hơn. Dart nó chỉ là giải pháp gọi là cuối cùng thôi. Late game là chuyển thôi. Bao giờ con này nó lên 2 sao thì tôi cho vào tôi thay. Còn cái tầm này thì vẫn kích hoạt 3 mét clear nó vẫn nhanh hơn anh em ạ. 3 mét kết hợp với Saman. Đây nó cũng là một cái đội hình mà ngày trước ấy nó rất mạnh đấy. Nhưng mà một thời gian là nó bị lãng quên đi do nó bị mất cái con lava. Nhưng bây giờ lava quay trở lại là có thể chơi được rồi anh em nhá. 9 assassin. Cáo lên được 2 sao. Ok, cáo có đồ Kira. Mạnh đấy. Rồi, thằng này cuối cùng nó cũng đã form được bộ 9 assassin. Đấy, nhưng mà nó đấm được tôi đấy. Nó đấm được tôi đấy. Nhưng mà nó sẽ không sống được lâu đâu anh em ạ. Sắp chết ở nơi rồi. Sắp chết ở nơi rồi, có 4 máu á. Thằng này 4 máu, lấy chuối xanh nếu mà bây giờ. Ui, nhanh thế anh em. Thằng này sau, đây là nó sau có 7 round thôi nhá. Wow. Sau cái thằng Nhật này là anh em thấy vừa nãy là nó đang ở top 1 không? Nó chuỗi thắng 100% máu top 1. Mà bây giờ sau 7 round nó sắp chết đến nơi rồi, nó còn 4 máu anh em ạ. Mẹ ơi. Lobby đấy gắt đấy chứ. Tốc độ đẩy nhanh đấy chứ nhở. Tốc độ đẩy khá là nhanh đấy. Thì vậy à, quên tư tế lại phải mua này. Con tư tế lại phải mua anh em ạ. Sẽ phải bán một con đi. Thôi rồi, tạm thời tôi sẽ bán cái con này đi. Không lên 3 sao nữa. Thunder Spirit ấy thì tôi cũng có ý định là lên 3 sao để nó làm co ở trong cái bộ God Saman đấy. God Saman mết mà, định chơi đấy nên là cho lên 3 sao thì cũng được. Nhưng mà tôi thấy là cái tốc độ trận đấu này nó nhanh quá anh em ạ. Nên là có khi là thật là thôi anh em. Tốc độ trận đấu này quá nhanh. Đẩy nhanh quá anh em. Đấy là Nhật Bản đi rồi kìa. Ui. Thằng này chuỗi 100% thắng đến tận round thứ 19 nhá anh em nhá. Bị tôi cắt ở round thứ 19. Bị cắt chuỗi ở round thứ 19 đấy. Mẹ. Thế mà nó đi top 7 kìa anh em kìa. Vãi đái không? Quá gắt luôn. Cá lông à, chơi không? Cá lông thì chắc là cũng phải lấy đấy anh em ạ. Nếu mà không chơi thì cũng phải lấy để không cho bọn nó chơi. Vớ vẩn thằng kia nó lên quả con cá lông 3 sao thì bỏ mẹ. Lấy đi. Luôn đây. Đấy rồi. Rồi tạm thời thế đã. Tạm thời thế đã. Ổn anh em ạ. Như này ổn. Chưa ra khan nhá. Chưa ra rớt nhá. Đấy anh em thấy không. Tôi từ cái khoảng round 25 đến bây giờ. Từ round 24 ấy. Đến bây giờ là tôi roll đấy nhá. Nhưng mà đấy anh em thấy nó không ra dễ thế đâu.
chơi bộ Saman nếu mà anh em không có được form được cái đội hình tốt ấy. Như ở đây là tôi có gấu nó clear sẵn cho tôi để tôi có thể là giữ được máu này. Chứ còn nếu mà giả sử như mà trận này mà không ra gấu thì cũng không dám chơi. Cũng phải chơi bộ khác anh em ạ. Đấy, trận này là câu của con gấu mết ra là ok, giữ được máu. Ui, đẩy Glitter đi luôn này. Anh em thấy con gấu mết nó tín không? Đấy, lại còn đẻ ra là con già 3 sao nữa. Già 3 sao nó đẩy trưởng một phát 8.000 đam rồi kìa anh em kìa. Bằng nguyên con gấu mết nó cầm đồ ấy, full đồ gấu mết. Và bằng cái con già nó ra luôn. Nó gọi ra từ bọn Saman. Và mạnh thật đấy. Thôi được rồi. Tầm này là có thể là giải tán được cái bọn Saman đi được rồi. À cái bọn gấu đi được rồi. Ok, rất ổn đấy chứ. Anh em nhỉ. Khá ổn. Rồi, đồ này thì có thể là tí nữa có cái hai tia thì chơi cà lông cũng được. Cà lông gót. Cà lông gót cũng mạnh nhá. Đấy, kẹp bỏ mết đi. Giả sử như không ra con rớt thì chắc chắn là sẽ phải bỏ mết đi rồi. Chơi kẹp cà lông, kẹp Dash Split vào để đánh với cả gót đỏ. Đấy. Nhưng mà cái gì thì nó cũng phải ra con khan. Không ra con rớt nhưng mà cũng phải ra con khan. Đội hình này là bắt buộc là phải ra con khan để kẹp được 4 cọc anh em ạ. Nếu mà không ra con khan thì đội hình này nó sẽ rất phê nhá. Là chúng ta chỉ chơi được mết Saman thôi. Thì cái bộ mết Saman nó là cái bộ mà nó chỉ mạnh ở giai đoạn giữa game thôi. Chứ còn về siêu late game thì nó lại không phải là một cái đội hình mạnh. Đây rồi, Dash Split 2 sao này. Đấy. Rồi, ok. Tầm này cho đáp vào oanh với cả gót đỏ được rồi. Warlock này. Ừ. Ui, rớt này. Thôi từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã xem nào. À, bỏ cái này đi. Ơ, thiếu con gì ấy nhỉ? À, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Thôi được rồi, kẹp cọc đã. Từ từ đã anh em nhá, từ từ đã, từ từ đã. Thiếu con khan, thiếu con khan. Rồi, ok. Bởi vì nếu mà bây giờ tôi giữ con Dash Split và cái con Thunder Split của tôi nó sẽ không được hưởng gót. Đấy, nó sẽ bị kích hoạt cái hệ Spirit mà cái hệ đấy bây giờ tôi lại không cần. Spirit có cần đâu anh em. Bây giờ đánh với toàn bọn bắn trưởng mà. Bắn trưởng bọn Goblin rồi cái bọn gót đỏ này thì không cần anh em ạ. Đấy, bây giờ là chúng ta có thể là tung trưởng nhiều hơn hoặc là kích hoạt được cái bộ gót. Ăn rồi này, ăn rồi này, ăn rồi này, ăn rồi này, ăn rồi này. Úi ôi, 15 máu, đi luôn à? Úi rồi, thằng cận quả, cắt chuối mà tiễn luôn lên bảng, lên số luôn. Dã man, thật sự. Ảo anh em, ảo đấy, ảo đấy, ảo rượu đấy. Saman mết này nói chung là vẫn uy tín thật. Chết bất thình lình luôn, đang có chuối cộng mấy nhở? Chắc là cũng phải gần cộng 10, tôi cũng không để ý. Nhưng mà đây, đang có chuối anh em ạ, dã man không? Gặp tôi một phát cái là lên bảng điểm số luôn, bay màu luôn. Quá là bất ngờ. Đây rồi, cho hai con Saman vào nhá. Ok. Vẫn là 3 mét. Rồi. Đây như này mạnh hơn này. Đấy, con CM nó sẽ tăng mana nhanh cho những cái con Saman. Con CM này nó giúp cho bọn Saman nó tăng mana anh em ạ. Ok. Rồi, ui, trông kìa, con gấu mết của tôi nó lướt một phát rồi bọn bít đi luôn nhở. Ui rồi lại tiến thẳng lửa lên bảng luôn. Quá nguy hiểm. Gắt thật, à đây rồi, khan đây rồi. Ấy, mãi mới ra anh em ạ, round 3-3 mới ra nó khan. Cũng đủ bộ đấy, cuối cùng thì cũng đủ bộ. Tuy nhiên là cái bộ này nó mặc dù là đủ bộ nhưng mà cho vào thì bây giờ thì nó vẫn chưa mạnh. Chưa mạnh anh em ạ. Để 2 sao rồi cho vào. Rớt lên 2 đá. À đây rồi, Squire này. Đấy là 3-3 nó mới ra được đủ bộ nha anh em nhá. Quá lâu luôn. Rớt. Ok. Rồi. Đồ thì lấy đây. Cái gậy tả ác. Ok. Tạm thời thì đã. Cả lục 3 sao ạ. Vãi đài ăn nổi không nhỉ? Đấy nhưng mà biến đẹp thì ăn nhá. Saman mà bây giờ mà biến ra những cái con tung trưởng ma pháp thì là vẫn ăn được. Nhưng mà đồ của con này ở thế giới quá. Cái con ca lông này, này nếu mà nó lên 3 sao ấy thì nó giống như là cái con ca lông này kẹp vào bộ gót luôn. Tức là nó sẽ bắn trưởng liên tục. Anh em ạ, rất khỏe.
Nó không cần kẹp gót mà nó để Goblin. Đây rồi. Đây rồi, cứu tinh đây rồi. Con này nó ra là mới đỡ được này. Chứ còn con gấu nó hết thời rồi anh em. Gấu nó chỉ đến đấy thôi, nó là con 3 tiền mà. Làm sao mà sánh được với cả rớt 5 đô. Đấy, bây giờ ra rớt là ok rồi. Rớt 2 sao là có cơ hội là đấm được rồi. Rồi. Có Blink. Rồi, cho cọc vào này. Đủ chưa? Đập trứng luôn. Tan 2 luôn. Ok. Cho con này vào luôn này. Đấy. Úi ôi, đổi vị trí nhanh đấy bạn ơi. Nhanh đấy. Úi ôi, rớt giật tín không kìa. Chết mẹ hết rồi, còn có mấy con. Cà lông ơi. Úi dồi ôi, cà lông bắn vào cái búp bất tử đấy kia. Hết máu lại rồi. Đi luôn không? Úi dồi ôi, đi luôn anh em ạ. À. Đúng một rào lại chết bất tử linh. Dã man thật sự cái bộ này. Cái bộ Saman là một trong những cái bộ mà phải nói là nó rất là kiểu bất ngờ. Cái việc là đối thủ chết bất cứ lúc nào, bất đắc kỳ tử luôn anh em ạ. Không biết được luôn, vừa mới round trước vẫn còn đang xanh, vẫn đang coi như là chuối cháy âm ầm. Round sau gặp tôi phát đi luôn. Nó biến đẹp một cái là khỏe mà. Nó biến ngu ấy thì là yếu, nhưng mà nếu mà nó biến đẹp một phát thì thôi xong. Round vừa rồi là nó biến ra con bắp bất tử ấy, thế là con cà lông nó cứ dí vào. Đấy, biến ra Fortuner theo lơ 3 sao anh em ạ. Thế là ca lông nó cứ dí vào thôi. Thế là không có gây được đam, chết. Tức tưởi luôn, đối thủ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi bộ gót và dồn đồ, toàn bộ đồ cho con rồng 5 đô. Đấy, để xem con rồng 5 đô là có mạnh những cái lời đồn không. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi thu phục cái con Tôn Ngộ Không 3 sao nó nhủ nào anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.